Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Trong cái giai đoạn mới bắt đầu chơi game thì chắc chắn là anh em sẽ có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề là nâng cấp công nghệ. Nâng cấp công nghệ như thế nào để có thể là đạt được cái mục đích là vừa farm, vừa xây dựng mà vừa có thời gian, có những cái công nghệ cần thiết thực sự mạnh để có thể tham gia cái KVK1. Mà anh em tìm hiểu, anh em có thể biết được cái KVK1 chính là cái KVK mà trong quá trình chơi cái trò chơi này anh em chỉ được chơi đúng một lần duy nhất. Thì ở đây những cái công nghệ nó chính là những cái này, những cái này chính là những cái mà sẽ giúp cho anh em phát triển thực sự rất là nhanh ở trong cái trò chơi này. Vậy thì nâng như thế nào để cho tiết kiệm thời gian mà vẫn có được cái sức mạnh, vẫn có được cái công nghệ tối ưu nhất để anh em có thể trang trại, anh em có thể nâng cấp xây dựng, anh em có thể có những cái tách công nghệ lính đánh nhau khỏe ở trong cái giai đoạn đầu game và đặc biệt là KVK1. Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nâng cấp như thế nào nó sẽ là đúng và nâng cấp như thế nào nó sẽ là tối ưu nhất theo cái quan điểm của mình, theo những cách mà mình đã chơi rất là nhiều các account rồi. Mình đã nâng cấp thử rất là nhiều account thì mình có một số cái nhìn như thế này và mình cũng muốn chia sẻ với anh em. Tuy nhiên là mỗi người có một cái cách chơi khác nhau, nhưng nếu anh em xem cái video mà anh em cảm thấy nó phù hợp theo cái cách của mình thì anh em có thể áp dụng theo cái video mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay. Rồi trước mắt thì khi mà ở cái giai đoạn mới vào chơi game, anh em sẽ thấy nó có những cái tách như này. Một là công nghệ kinh tế, hai là công nghệ quân sự. Kinh tế thì nó phụ thuộc vào trang trại, anh em farm tài nguyên các thứ, nâng cấp xây dựng, nâng cấp công nghệ, những cái điểm boost vân vân và vân vân nó sẽ nằm ở đó. Còn công nghệ quân sự nó liên quan đến đánh nhau là chính, war là chính, phục vụ cho đánh nhau là chính. Thì hai cái này nó sẽ quan trọng như nhau. Nhưng ở cái giai đoạn đầu game thì mình nghĩ là anh em nên chú ý một chút về cái công nghệ kinh tế. Ở đây nó có những cái công nghệ tiền đề. Những cái công nghệ tiền đề là những cái công nghệ như thế nào? Những cái công nghệ tiền đề là những cái mà trong quá trình anh em tạo một cái account mới, anh em làm cái nhiệm vụ do thám hang lang các thứ thì anh em sẽ nhận được những cái công nghệ tiền đề như thế này. Thì có nghĩa là anh em không cần nâng cấp, nó sẽ tự mở khóa. Sau khi anh em do thám những cái hang lang thì nó sẽ tự mở khóa một số cái công nghệ tiền đề. Thì ở đây anh em mình muốn chia sẻ cho anh em lưu ý một số cái công nghệ mà anh em cần phải nâng tối đa trước khi anh em chuyển sang một cái công nghệ quân sự nhé anh em. Rồi, ở đây anh em thấy được là nó có một cái là khối xây. Cái tích này nè, anh em bắt buộc phải nâng cấp cái công nghệ này lên max tối đa. Ở đây nó sẽ cung cấp cho anh em tốc độ xây dựng lên 15%. Ở cái giai đoạn đầu game, nâng cấp nhà thực sự rất quan trọng và rất tốn nhiều thời gian. Chính vậy anh em cần phải rút ngắn cái thời gian của nó lại. Thì ở đây anh em nâng cấp max cái tích này, anh em sẽ có được cái tốc độ xây dựng được thêm 15%. Giảm cái thời gian xây dựng của anh em lại nhé, chứ không là nó sẽ rất là lâu. Rồi tiếp theo anh em để ý giúp cho mình một cái công nghệ nữa, nó chính là viết lách. Ở đây anh em sẽ giảm được cái tốc độ nghiên cứu đi 10%. Anh em lưu ý là để nâng cấp được những cái công nghệ về sau thì anh em buộc phải nâng cấp những cái công nghệ tiền đề. Có nghĩa anh em muốn nâng cấp cái viết lách này, anh em phải nâng cấp luyện kim, phải lưỡi hái, phải rìu tay. Nhưng mà những cái này anh em chỉ cần mở khóa những cái, ví dụ như là khi mà anh em nâng cấp cái viết lách này thì nó yêu cầu là cái lưỡi hái này anh em phải nâng cấp là cấp độ level 1/5 đi, mình ví dụ vậy. Thì anh em chỉ cần nâng cấp tới cái cấp độ 1/5, sau đấy anh em bỏ qua, không cần phải 5/5 nữa mà anh em chuyển sang nâng cấp cái này luôn. Vì mình tối ưu thứ nhất là xây dựng, thứ hai là công nghệ. Đó. Giảm cái thời gian xây dựng đi, giảm cái thời gian nghiên cứu đi, anh em sẽ nâng cấp ở những cái tích về sau nhanh hơn những người chơi khác rất là nhiều. Thay vì anh em cứ nâng cấp đều 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 như nhau thì nó thực sự không tối ưu lắm đâu. Rồi, tiếp đến thì anh em sẽ thấy nó có một cái tích công nghệ về sau nữa, nó chính là công trình. Tuy nhiên là không phải là mới vào game thì có thể nâng cấp cái tích này được, nó sẽ là từ 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 từ. Nhưng ở trong video này mình muốn anh em lưu ý là khi anh em đã mở khóa và có thể nâng cấp được những cái công nghệ như thế này, anh em nên ưu tiên nâng cấp nó trước rồi hãy quay lại nâng cấp những cái công nghệ khác. Thì khi đó ví dụ như anh em ưu tiên nâng cấp cái tốc độ xây dựng thì anh em sẽ giảm trừ, nâng cấp cái này xong anh em sẽ chuyển sang nâng nhà các thứ thì anh em sẽ giảm trừ được rất là nhiều cái thời gian. Thay vì anh em phải bỏ tăng tốc và anh em đẩy cái tốc độ xây dựng thì anh em ở đây anh em giảm trừ được quá quá nhiều thời gian để anh em nâng cấp những cái này rồi. Rồi công trình cũng là một cái tích để anh em chú ý, có thể nâng tối đa nó sau đấy mới chuyển sang nâng cấp những cái công nghệ khác. Toán học cũng tương tự. Ở đây nó sẽ giảm trừ cái thời gian tốc độ nghiên cứu, bởi vì cái nghiên cứu này anh em biết sau này anh em nâng cấp những cái sức khỏe, tấn công, phòng thủ các thứ, những cái tích đây nó rất là lâu nhé anh em.
rất là tốn nhiều thời gian. Chính vậy anh em phải để những cái này, nâng những cái này trước để cho nó giảm trừ cái thời gian nghiên cứu xây dựng đi. Rồi mình nghĩ là tới đây thôi, tới đây là nó cũng hết rồi đấy. Thì khi mở chắc chắn là anh em sẽ không nâng full được 10 trên 10, nhưng mà cứ nâng được đến khi nào mà không thể nâng được nữa thì quay sang nâng những cái tách khác nhé anh em. Rồi sau khi đạt những cái tách đó thì song song với những cái tách như vậy thì anh em có thể chuyển sang để nâng những cái tách như thế này. Công nghệ, những cái công nghệ quân sự như thế này nó phục vụ cho mục đích đánh nhau. Trong cái giai đoạn đầu game thì anh em cố gắng nâng những cái tách như này, không nhất thiết là nó phải full nhé, nhưng mà cố gắng nâng làm sao để mở khóa cái đơn vị lính đầu tiên. Không nhất thiết là phải full 10 trên 10 những cái tách như thế này, chỉ cần là mở khóa được những cái công nghệ này thì nó sẽ cho anh em mở khóa cái đơn vị lính đầu tiên, nó chính là T4, cái đơn vị lính tối thiểu nhất mà anh em phải có để chơi KVK1. Thì anh em phải mở khóa cái đơn vị lính T4 này thật là nhanh. Sau khi mở khóa lính T4 cho những cái đơn vị này thì anh em bắt đầu nâng những cái tích công nghệ mà liên quan đến con tướng, đến liên quan đến cái nền văn minh lính, các thứ mà anh em muốn chơi. Ví dụ anh em muốn chơi bộ binh thì anh em chỉ nên nâng những cái tích chuyên về bộ binh, ví dụ như nó là thép quật nè, nó như là khiên của bộ nè. Đó thì để ấy nâng những cái tích này lên tối đa trước, tối đa là cái hạn mức mà anh em có thể nâng được, thì sau đó anh em mới chuyển sang để nâng những cái tích khác nhá. Chứ không phải là mình anh em mở khóa chiến binh samurai, lính bắn nỏ, anh em chơi về lính bộ nhưng anh em lại nâng tích lính cung, thì khi đấy cái bút nó chỉ bút cho cung thôi, nó không bút cho bộ. Đó, nó là như vậy. Rồi khi anh em nâng những cái tích bộ, nếu như anh em chơi bộ tương tự với kỵ với cung, anh em cũng áp dụng như vậy. Thì nâng những cái tích này xong rồi, anh em có thể quay lại để nâng những cái tích như thế này: chiến thuật, dàn quân phòng thủ và thảo dược. Đây cũng chính là những cái mà anh em nâng nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Rồi về sau nữa thì anh em sẽ có những cái tích chung này, nâng tối đa những cái tích chung này sau khi anh em có thể nâng được thì anh em sẽ chuyển sang nâng lại những cái tích không liên quan. Không liên quan là ở đây, ví dụ anh em chơi bộ thì anh em đâu cần phải nâng cấp những cái tích cung và kỵ đâu, thì những cái tích không liên quan anh em có thể nâng sau này. Và tại sao phải nâng sau này? Vì sau này có thể là anh em cũng sẽ chơi bộ, sau này cũng có thể là anh em cũng sẽ chơi cung, thì sau này anh em cũng có thể nâng. Thì đó, thì trong cái video ngày hôm nay thì của mình cũng đã chia sẻ cho anh em là nâng cái công nghệ như thế nào để tối ưu nhất trong cái giai đoạn đầu game, anh em nên tập trung và chú ý nâng những cái tích công nghệ như thế nào. Thì mình cũng đã chia sẻ trong cái video vừa rồi để cho anh em có thể tham khảo, đặc biệt là những anh em mới chơi, mới bắt đầu tìm hiểu về game này, thì thực sự là nhìn vào một cái game nào mà mới chơi thì nhìn nó cũng rất là rối. Game nào cũng vậy chứ không riêng gì cái game này. Thì chính vì vậy nếu mà anh em xem được cái video này thì mình hy vọng là anh em sẽ nâng cấp tích theo những cái mà mình đã chia sẻ. Nếu như anh em thấy nó là hợp lý thì anh em có thể làm theo nó. Ok, video đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay, nhấn cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một subscribe. Cảm ơn em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé.